Và xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như anh em vừa thấy, mình đang có Yasuo khởi đầu trận đấu với một cái gậy có khổ trên người. Ở trong trận game, ở trong trận đấu này thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm hai vị tướng 3 sao, như kiểu là hai vị tướng một vàng 3 sao, như kiểu là hai Nili 3 sao, hoặc hai Garen 3 sao, hoặc là hai con gì đó 3 sao cùng một lúc mọi người nhá. Để có một trận đấu như vậy thì cần rất là nhiều nhân phẩm. Phải nói là nhân phẩm phải gọi là cực độ luôn ý. Vậy nên là game này thì mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem một cái trận đấu cực kỳ nhân phẩm như thế nào mọi người nhé. Nili này, mình sẽ không lấy nó mọi người nhé. Mình sẽ đợi, đó chính là kiếm thuật thần tài tinh anh để có thể kiếm một chút Neko nữa. Như thế thì mình mới có khả năng đó chính là làm hai tướng 3 sao cùng một nhân vật. Đấy, kiểu thế. Rồi ok. Mình sẽ lấy dây. Ui, hai vàng à. Tôi tưởng Neko chứ, còn cần đang rất là cần Neko luôn. Trong trận đấu này thì Neko là một cái gì đó khá là cần, cực kỳ cần mình. Chỉ có Neko thôi là có tất cả mọi người ạ. Hai Garen này, ok. Yasuo thì người anh em khác nhỏ của tôi thì cũng đã làm về Yasuo, hai Yasuo 3 sao rồi, cũng khá thú vị. Vậy nên game này thì mình sẽ không làm về Yasuo nữa, mình sẽ làm về những vị tướng khác mọi người nhé. Mình có kiểu hai thần tài rồi, bây giờ mà phải up lên level 4 thì mới có phần trăm ra tướng 3 vàng được. Ui, hôm nay cho gì đã cho Nami một cái kiếm súng hectech rồi, khá là hay đó. Cho gì đã cho Nami một kiếm súng hectech rồi. Game này khả năng cao mình sẽ thua mọi người, bởi vì Nami cầm kiếm súng ấy mà skill của nó hồi khá là nhanh, với cả là skill rất là khó chịu. Còn Annie của mình thì sẽ không thể chịu nổi skill của nó đâu. Tuy mặc dù là Annie thì có một khả năng, đó chính là hút máu đấy, nhưng mà thực sự là vẫn không đủ đâu. Hồi máu chứ không phải ôi giáp mình vẫn win ạ. Con Annie là một con mà nó đã đối mặt đã có ở rất là nhiều mùa rồi, mùa nào cũng thấy con Annie xuất hiện cả khá là nhiều. Và mình vẫn cảm thấy thích con Annie ở cái mùa mà hóa kiểu hóa bét mọi người, có kiểu gì ta, hệ gì ta hệ gì hóa thú nhở, hệ gì ta mình quên mất rồi, thôi không nói nữa. Rồi ok, ông này đang có hai sát thủ và bên này hai sao này. Khởi đầu trận đấu thì mình cần win, mình cần chiến thắng để có thể gọi là chúng ta có một lượng máu ổn định. Mọi người. Bởi vì bây giờ mình chưa có thần tài mà, nên mình không muốn thua. Mấy máu? 4 máu à. Khi nào phải có thần tài thì mình mới thua được. Thế với ok. Xin dao này. Ok, để đấy luôn đi. Ron chút đi. Ôi, Nanelli. Tim Ken. Garen. Garen. Ok, đây rồi, tuyệt vời. Đã có thần tài mọi người nhá. Ok, bây giờ phải lấy này. Thường thường ở cái đoạn 2.3 này mọi người,
Ron về đá thần tài cực kỳ cao luôn. Anh em xem của mình thì khá nhiều, anh cũng thấy là mình ở 2.3 thì mình khá là hay kiểu Ron một cách để kiếm thần tài á. Ok, 3 thần tài thì sớm rồi đấy. Bây giờ thì chủ yếu là đội nhân phẩm thôi. Trang bị thì gì đây? Anie cầm BF à? Mình sẽ lấy gì giờ? Thôi mình sẽ lấy gậy quá khổ mọi người nhá. Mình lấy gậy quá khổ đi. Nếu mà hên ra kiểu nhiều gậy quá khổ thì làm cái 3 mũ cũng được. Bởi vì trong một video thì sẽ có nhiều trường hợp xảy ra và mình phải thích ứng với mọi trường hợp. Mình thích ứng với mọi trường hợp mọi người ạ. Chứ nếu mà cứ trông chờ vào một cái gì đó mãi thì nó sẽ khá là thọt đó, rất cực kỳ thọt luôn. Thì như anh em biết rồi, mình đã từng làm về kiểu là 2 Zedek 3 sao, 2 cá chê 3 sao rồi. Còn rất là nhiều biểu tướng 3 sao nữa mình cho làm. Và trong đầu mình cực kỳ mong ngóng đó chính là làm được 2 tướng 5 vàng 3 sao cùng một lúc. Ý là 2 Lysin 3 sao này, 2 set 3 sao có thế. Nhưng vẫn chưa làm được. Mình sẽ cố gắng mọi người ạ. Ba thần tài, win chắc rồi. Con Annie cực kỳ khỏe mọi người ạ. Con Annie tinh anh khỏe cực kỳ luôn. Đội hình pháp sư thì mình thấy con Annie là con chất lượng cánh tim chất lượng nhất ấy. Nó vừa trâu mà lại vừa sát thương nữa. Mình đang gom Nili mọi người nhá. Game này thì mình sẽ làm Nili đi. Đối với Nili, hang Nili Libra sao thì nó sẽ hay hơn. Nó phóng lao một cách gọi là thú vị hơn rất là nhiều so với Garen. Đúng không? Nhưng mà nếu như mà nó ra Garen nhiều thì mình sẽ chơi còn ngược lại thôi. Lúc nãy mình không lấy Garen bởi vì sao? Mình đang cố gắng kiếm thần tài tinh anh á, nên là mình không lấy. Trong cái giai đoạn mà mình run thần tài tinh anh ấy thì sẽ không mua bất kỳ một tướng nào cả. Xoay kìa, khỏe phết nhờ. Thần tài thì nó có chuỗi mọi người nhá, chuỗi 3, chuỗi 4 này, chuỗi 4 này, chuỗi 9 này, chuỗi 12. Những mốc chuỗi như vậy thì anh có một phần thưởng nhất định. Chuỗi 12 thì đợt trước thì mình chơi thì ra như kiểu là 6 Neko, 3 giáp thiên nhiên này. Và hiện đợt trước mình vừa chơi xong thì ra được thì ta 6 cái thìa và 2 Neko. Nói chung là có nhiều thứ thú vị ở trong đấy lắm mọi người. Ở trong chuỗi tôi thua lắm. G4 này, để luôn đi. Cho nó kích hoạt để chiến tướng. Bởi vì game này mình không muốn chơi chuỗi thua cho lắm. Mình muốn giữ máu. Bởi vì em sẽ hiểu tại sao mình muốn giữ máu ở trong game này. Bởi vì em phải không? Có nghĩa là mình muốn run để kiếm hạ vị tướng, lấy hạ vị tướng 2 sao ấy, 3 sao ấy, thì chúng ta phải tiết kiệm tích vàng ở một cái giai đoạn nhất định. Rồi mình sẽ dùng số vàng đấy để run nhiệt tình luôn thì nó mới ra được.
Kennen giật điện à? Pikachu chúng tôi à? Pikachu chúng tôi à? Rồi ok. Rồi ok. Nói chung là Brock 3.1 rồi thì bây giờ mình đang có 50 vàng mà 2 trận thắng rồi á. Khá là ổn, 3 chiến tướng nữa. Đang ở vị trí top 1 luôn. Tí nữa anh tôi sẽ cho anh em xem ảo thuật. Rồi ok, Garen này. Garen, hai con Garen luôn à. Hai Garen Kindred Steel Lab. Úp cấp đi. Ôi, quên mất. Quên mất tự nhiên mình nhấp vào làm gì biết. Quên mất mọi người. Phải hơi sai nha, phải hơi sai đó. Tự nhiên mình lại nhấp vào làm gì biết. Đáng lẽ mình phải dừng ở mức level 5. Phải dừng ở mức level 5 thì mình mới có thể run ra những cái tướng mục vàng được. Quên mất tự nhiên, quen tay ạ. Thế thừa thừa vàng, quen tay nhấp nhấp ạ. Hơi nhọn nồi, ok ông này gì đây. Ông này đang chơi thần tài à. Ông này có vẻ như đang chơi thần tài chuỗi thu hay sao nhở. Thấy có một vài cái Nico ở trên ngưỡng ấy rồi. Chắc có vẻ đang chơi thần tài chuỗi thua rồi sao ấy. Nhiều anh em cũng rất là thích chơi thần tài nhưng mà không biết cách để chơi á, không biết cách để chơi thần tài. Và khi anh em khi mà thường đụng thần tài thì hay vị trí ở top 8 hoặc top 7 gì đó. Thì mình cũng không phải là thể hiện gì đâu, nhưng mà chơi thần tài thì anh em phải có sẵn một cái tâm lý vững thì anh em phải chơi được thần tài. Bởi vì thần tài hiện tại bây giờ chuỗi thắng của nó đã bị nép khá là nhiều, không còn nhiều Neko như trước nữa. Ở trước mùa trước thì ở cái phiên bản trước thì Neko ra như kiểu mưa vậy á, mưa Neko vậy á, còn bây giờ lại ngược lại như vậy. Bây giờ cái Neko là một cái gì đó khá là xa xỉ với cái đầu đấu trường chân lý mùa 4 này. Rồi như rất là ít, mình cũng đã từng gặp như vậy rồi. Có khi mình có thần tài thì rất là sớm nhưng mà không ra một cái Neko nào cả. Đó là điều khá là thiệt thòi. Nên là chơi thần tài bây giờ nó là một cái gì đó hơi thử thách đấy, thử thách tâm lý. Đây ông này chơi gì đấy, ông Nami đang định chơi kiểu là đấu sĩ thần rừng à. Đấu sĩ thần rừng rồi. Ông này chung là để xem là con Hagrim khỏe quá nhở. Con Hagrim nhìn vậy thôi nhá anh em mà không có cái trang bị như kiểu quỷ thư hay là kiểu cái giáp lửa áo trong lửa ấy thì đối mặt với nó là một cái gì đó khá là đáng sợ đấy. Nó hồi máu cực kỳ nhiều luôn. Đợt trước mình gặp con Hagrim 3 sao mà nó bui đồ theo kiểu bui đồ sổ sắt phép nữa. Ui, hồi máu cho gọi là hát alo luôn, kinh khủng lắm. Gì đây, có gậy quá khổ này, có rất là nhiều đủ thứ trang bị ngon ở đây nhưng mà mình lại đứng ở vị trí top 2 nên là không thể nào có thể lấy được. Miễn cưỡng không thể lấy được mọi người ạ. Về cái Neko thì bây giờ nếu chúng mà anh em mà hên lắm ý, thì trong một round mà đi chơi thần tài thì có khoảng tầm 4 cái Neko, bây giờ là quá hên rồi. Thường thường như vậy. Trong cái round này thì nếu mà anh em mà kiểu chơi liều mà chơi thần tài thì chơi thua ấy, thì chơi thua tuần tầm 6 trận anh em thắng đi, tầm cứ 6 trận thắng một lần thì anh em sẽ có những nhân phẩm cao, thì anh sẽ được 3 Neko mỗi lần thắng như vậy. Có rất nhiều cái chơi thần tài khác nhau, có thể là chơi thần tài theo kiểu đó chính là chuỗi thua nhiều trận hoặc là chuỗi thua vài trận đó. Mình để AC đây sẵn nhá, có thể lắp thằng nó khoảng tầm AC 2 cuồng đao cũng ngon đấy. Cứ để đấy đã đi. Tí nữa nếu mà kiểu thua nhiều quá mà không thể làm được thử thách này thì mình sẽ chuyển phương án sang phương án B, phương án CD gì đó chẳng hạn. Phải thay đổi thôi mọi người ạ, nếu mà cảm thấy khó quá mình phải thay đổi thôi. Thay đổi để thích nghi với môi trường thôi. Rồi ok, giết một đối thủ ngon rồi. Thôi thì bây giờ nhiều máu quá, chơi đối thủ cũng được, kiếm vài cái Neko chơi cũng được. Ok, 3.5 rồi. Mình bây giờ thì ra 3.5 này. Vẫn đang ở vị trí top 3, khá là ổn.
Kim Ken này lấy luôn nhá. Garand của mình chuyển lên 3 sao rồi, Nearly thì không thấy đâu cả. Thì ok, thì bây giờ thì mình sẽ chuyển hướng, đó chính là làm 2 Garand 3 sao đi. Ok mọi người nhá, bây giờ thì mình xác định sẵn rồi đấy, xác định tư tưởng trong đầu đó chính là làm 2 Garand 3 sao cho anh em xem. Điều đấy sẽ là một cái điều mà anh em sẽ cảm thấy kích thích cực kỳ. Bởi vì run hai vị tướng lên 3 sao cùng một lúc ấy thì nó đòi hỏi một cực kỳ nhiều cái gọi là cái cực tập trung của mình ạ, tập trung cực kỳ nhiều luôn ạ. Phải nói thế, cực kỳ tập trung luôn. Ok, 3.6 này. 3.7 đi. Hy vọng là những bãi quái này thì ra cho mình một cái Nico đi. Thường thường mình chơi hay lắm, chơi hay ra Nico ở những bãi này lắm. Không biết game này thì như thế nào nhưng mà thường thường mình hay ra cực kỳ nhiều luôn. Bữa nào mình phải thiết kế phòng cách âm thôi, bởi vì nếu mà phòng của mình ấy, khi đóng cái cửa lại ấy, thì nó sẽ rất là vọng, còn mở cửa ra ấy, thì nó rất là ồn, khó ở đoạn đấy mọi người ạ. Hơi khó đoạn đấy. Nên là chúng ta mình phải thiết kế phòng cách âm thôi. À, đầu tư phòng cách âm cho anh em nghe âm thanh tuyệt trọn vẹn nhất đi. Nhiều vàng này, nhà mặt đường nhiều khi cũng thiệt thòi lắm mọi người ạ. Đôi khi mình muốn nhà ở trong hẻm gì đó, không có tiếng ồn nữa. Nhà mặt đường kiểu xe đi qua lại nhiều quá, mệt mỏi. Mình sẽ bui rồi các em nhé, kiếm súng và găng bảo thạch này. Ok, để nó vừa hút máu là vừa xoay được, nó xịn xò hơn. Ron Garen đi ha, có Garen này. Rồi ok, đây rồi nhá, mọi người nhá, bây giờ chính xác này, chính xác bây giờ gọi là ảo thuật thực sự nhá. Ok, bây giờ mình cho anh em xem ảo thuật. Đợi từ từ nhá, mình có tích khoảng tầm đến 80-90 vàng đó, mình sẽ bắt đầu Ron cho anh em xem. Xem cái gọi là nhân phẩm thực sự là như thế nào. Ok, thua đấy, thua cũng được không sao cả. Khi mình đã có này là mình vui rồi. Mình đóng cửa mọi người nhá, để đóng cửa cho nó đỡ. Ok, bây giờ mình sẽ khóa cái này đây. Khóa con Garen lại mọi người nhá. Rồi tí nữa ấy, đợi đến đủ vàng một chút thì mình sẽ bắt đầu run. Bây giờ mình sẽ để như này, đấy để vô như này nhá. Để vô như này để có thể run một cách trọn vẹn nhất. Đấy, chứ nếu mà mình để Garen 2 sao ngoài ở bên khu ấy thì có thể nó sẽ lên 3 sao mất. Và lên 3 sao mình sẽ không thể run nữa. Ok, để như này đi, hợp lý này. Cũng có một cái Neko rồi, cũng khá ổn bây giờ này. Vào trận đấu bây giờ mình sẽ run nhá. Hoặc là hãy để em sau nhỉ. Ok, bắt đầu này anh em, bắt đầu nhá. Cuộc đua bắt đầu. 1. Let's go. Phê luôn. Ui. Ngon. Tiếp tục. Chết rồi. Ui, có luôn rồi mọi người. Mình chưa tiến được khoảng bao nhiêu con nữa. Ui, có luôn Garen 3 sao ở ngoài nó rồi. Ui, là thế nào ta? Có luôn con Garen 3 sao ở ngoài nó rồi. Vậy là mình run được 8 con mọi người ạ. Mình run được 8 con nhá. Đúng không? Ok, mình run được 8 con. Ở bên trong mình đang có thêm, đó chính là 7 con nữa. Vậy là bây giờ mình chỉ cần 1 cái nick. Vậy là bây giờ mình chỉ cần 2 con nữa thôi. 2 con Garen nữa mọi người ạ. Là mình có thể, đó chính là có 2 Garen 3 sao trong một game. Ok luôn mọi người ơi. Ok luôn. Tôi đầu yêu game này đấy. Tôi đầu yêu game này đấy mọi người ơi. Ok nhá, bây giờ thì anh em thấy không, mình đã có một cái Neko này. Vậy nên mình chỉ cần một cái Neko cuối cùng nữa thôi là mình có thể đạt được cái mức đó chính là 2 Garen 3 sao. Đây luôn, ok cho anh nhìn luôn. Sướng chưa ạ? Anh em thấy cái pha ron của tôi phải nín thở tôi ron mọi người ạ. Tôi phải vừa ron vừa nín thở này. Kinh khủng thật. Hơi hồi hộp, không biết cái điều gì sẽ xảy ra với mình. Nên tôi phải nín thở tôi ron luôn. Hên may sao mà vẫn có thể ra tận 8 con luôn ạ. Tôi ron lúc đấy là ra 8 con luôn á. Khá là hên. Bây giờ thì một cái vấn đề đối mặt với mình đó là làm sao để có thể để thắng được cơ.
Bởi vì em biết rồi, mình dùng tận 70 mấy vàng để ron thọt quá nhiều so với anh em rồi. Có Zone à? Lấy Zone bây giờ là một cái gì đó cũng khá ổn đấy mọi người. Bởi vì sao? Zone là một con ngánh kim khá tốt mà bây giờ mình đã có hai giọt trong mắt nữa. Mình có thể lắp cho nó bùa xanh cũng được. Ok, lấy luôn nhá. Đấy sẽ là một sự lựa chọn của mình. Đang tiện có một cái bùa xanh thì sẽ cho luôn. Hợp lý luôn đấy. Thì đây 6 hấp sư, 6 thần tài này. Bây giờ thì để xem nào. Chặng đường phía trước của mình sẽ rất là gọi là gay go, kiểu căng go cả thế. Rồi ok, bây giờ thì để Zone vào lắp cho nó một cái bùa xanh đi. Trang bị bây giờ chỉ dành cho một cái bùa xanh thôi, còn lại thì không có gì cả. Cái BF kia thì mình sẽ dành mọi người nhá. Nếu mà round 1.7 mà có đồ thì mình sẽ cho nó một cái kiếm súng. Ok, đấy này đi. Hy vọng là sẽ win được. Mình đang cần win ấy. Đang còn một phát win để có thể ra để có thể bán hết đi. Ví dụ như giờ mình đang cầm cái Neko nữa. Khi có một cái Neko đó rồi ấy, thì mình sẽ bán hết đi và chỉ chơi đó chính là Garen để hơi chuyển cho đội hình chiến tướng mọi người ạ. Cố gắng lên nhiều ơi. Thắng đi mà. Rồi sát thủ này, win nổi không ta? Win nổi không? Không win nổi rồi, bởi vì đối thủ lại có thêm ông Galio trợ giúp những kia thì làm sao để win nổi bây giờ. Căng quá luôn ấy. Shut out. Không. 37 máu, có bao nhiêu máu đây? 32 máu á, cũng khá ổn, 4 trận thua rồi. Bây giờ 4 trận thua này mà ra một cái Neko thì tôi phải nói anh em là tôi mừng hết lớn luôn đấy ạ. Tôi mừng hết lớn luôn. Rồi, bây giờ thì mình đang gom, anh em hiểu không? Mình đang gom những con tướng, chiến tướng ở ngoài này. Để có thể tí nữa ấy, mà có thể lên được 2 con 3 sao ấy, thì mình sẽ chuyển qua chơi chiến tướng luôn. Đấy, chuyển qua chơi chiến tướng anh em xem. Rồi, ok. Zone của mình thì bây giờ mình sẽ ron kiếm Kata lên 2 sao mọi người ạ. Ok Kata này. Mình sẽ cho lên 2 sao nhá để nói chung là tăng cái tỷ lệ chiến thắng trong game đi. Mình thọt quá rồi, toàn tướng 1 sao này sẽ đỡ làm sao bây giờ. Rồi ok, ông này gặp ai đây? À, Nami 2 kiếm súng à? Ông này liệu mình win nổi không ta? Để xem nào. Cố gắng nào. Zone thôi anh em ạ, Zone một con sất đao ấy anh em ạ. Có những đôi khi nó sất đao cực kỳ nhanh luôn. Ok. Tuyệt vời mọi người. Win rồi, nhưng mà bây giờ mới gọi là thực sự là căng thẳng nhất này. Căng thẳng nhất của trận đấu này. Là liệu rằng ấy, có ra Neko hay không? Đó là điều quan trọng, có ra Neko hay không? Có Neko hay không? Nào. Liệu rằng có ra Neko hay không? Mình đang rất là run, mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nhận những phần quà này. Mình chờ một cái Neko cuối cùng nữa thôi. Neko. Oh my god, trời ơi. Vâng, đây chính là 2 grand 3 sao trong một trận đấu ạ. Ôi. Tuyệt vời mọi người, bơ con mẹ nó fake luôn ạ. Ôi rồi ôi. Tôi đã cố gắng bao nhiêu lâu cũng đã đạt được rồi mọi người ạ. Cái này cái thử thách này tôi đã cố gắng bao nhiêu lâu rồi đấy, bây giờ đã làm được rồi, đó chính là 2 Garen 3 sao. Ôi có thi à? Bây giờ mà có một cái chết rồi. Còn đây có một cái đai máu này ngon mọi người ạ. Có đai máu là mình sẽ kết hợp luôn cho con Zone chiến tướng rồi đó. Ok, giờ thì mình sẽ đã có 2 Garen 3 sao là quá vui rồi. Mình sẽ bán đi nhá. Bán mọi thần tài đi. Mình sẽ chuyển qua cho chiến tướng cho anh em xem. Garen chiến tướng nó chất lượng hơn đúng không? Còn chơi Garen thần tài nên không có một cái tác dụng nhiều. Cùng lắm tác dụng được cái tiên phong đến từ vị trí của con Shizumani thôi. Ok, cho cái Zone kiếm súng này. Rồi cái tiên phong nhá. Rồi ok luôn. Để đi. Tuyệt vời. Perfect mọi người ạ. Ôi, ông giờ hình đồ xịn thế. Win nổi không em? Zone. Game là dễ khi có 2 Garen 3 sao nhỉ. Garen xoay đi. Xoay. Ấy, anh em thấy ạ. Ấy. Máy xay sinh tố nha. Máy xay sinh tố nha. Ok đi rồi. Nói chung là mình khá là run mọi người ạ. Hơi run nhá. Bởi vì bây giờ mình đã có 2 Garen 3 sao rồi mọi người ạ. Rất là kinh khủng. Nói chung là một cái trận đấu mà mình nghĩ là nhân phẩm của mình nó chiếm là phần đa số lắm mọi người ạ. Quá nhiều nhân phẩm ở trong game này rồi. Bây giờ mình sẽ đo để kiếm một con tiên phong cho vào mọi người nhé.
xin dao này, lấy luôn này. Uầy, ngon quá mọi người ơi. Uầy, perfect luôn ạ. 5 chiến tướng này. Ok, chúng ta có 6 chiến tướng mọi người nhá. 26 chiến tướng này. Bây giờ mình sẽ bán đi. Nealin xuống đồ này thì mình sẽ tí mình sẽ đổi thôi. Mình sẽ không để đây đâu. Nhưng này chủ yếu là con Zone với cả Garen quẩy thôi. Garen thì mình một con thì full đồ, một con thì chưa có. Đó, đó một điều hơi khó khăn với mình. Ui dồi, 2 Garen 3 sao người ơi, chất lượng vãi cả nồi ạ. Oh my god. Để xem nào, bây giờ thì để xem mình sẽ check thử một chút nhá. 48 vàng này. Bây giờ nếu mà cảm giác mình không thể thua, nói chung là kiểu dãy chết được ấy, thì mình sẽ eco vàng đi, up cấp. Ông top 1 này, 6 pháp sư, 3 thần rừng này. Ông này thì đang có 6 sát thủ này, chồng yêu vợ này. Nói chung là đội hình anh em khá là ông này thì di tích 3 sao à. Khá là căng đấy anh em ạ. Nói chung chưa thể biết trước điều gì được đâu. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mình đang thiếu gì nữa, di 4 các kiểu à. Ok, game này cố gắng kiếm 9 chiến tướng nhá. Mọi người nhá, cố gắng kiếm 9 chiến tướng ạ. Ôi, gặp ông pháp sư ông này quẩy được. Ông này mình quẩy vô tư. Con Zone của mình thì đồ khá xịn. Nói chung là game này thì Zone đồ khá xịn mọi người ạ. Zone tiên phong này hơi tiếc, nhưng mà là một chiến tướng thì ngon rồi, nhưng mà không có đai máu nên phải ghép tiên phong cho nó thôi. Nhưng mà có đai máu thì lại khác rồi. Ok, game này thì cho dù mình không được đạt top 1 rồi thì anh em phải thông cảm mình, bởi vì mình đã dành tất cả những cái tinh túy, những cái gọi là cái EQ của mình vào để cố gắng kiếm 2 Iron 3 sao mọi người ạ. Có thần rừng, có tiên phong này, rất tiếc ạ. Rất tiếc nó lại không có cái không có nhở. Mình đang kiếm một cái chiến tướng nhân tạo mà không có mọi người ơi. Thôi thì mình sẽ lấy cái trang bị đồ thủ dành cho Garen nhá. Đấy. Ok, mình sẽ lưu thủ cho Garen đi. Lấy một cái trang bị đó chính là một cái thủ thuật tạch giáp đi. Nếu như mà con Garen của mình tiên tiên phong thì nó lại khác mọi người ạ. Garen của mình là tiên phong thì nó lại khác rồi. Và mình có thể làm 8 tiên phong cho nó, nhưng mà thôi, cái này là ok rồi. Khá là tuyệt vời rồi mọi người ạ. Ok, cái này thì hay cho nó full đồ mà, cho một con full đồ nhá. Cho một con full trang bị lên đi. Đó. Còn một con còn lại tính xong cho nó cũng được, không sao cả. Rồi, bây giờ mình sẽ gom đây. Qua Wick V4 này. Tiên phong chiến tướng. Độc hành các kiểu. Nói chung không thể lấy được gì cả. Game này thì mình đang còn thiếu thêm, đó chính là ông Azi nữa thôi. Azi nữa mọi người nhá. Rồi, gặp sát thủ rồi, Garen, xoay không? Ui dồi, xoay kìa, hút máu anh thấy ạ, chất lượng kinh khủng luôn. Ok, quẩy rất là nhiệt tình nhá. Bây giờ nếu như mà cố gắng đến round 6.4 mọi người, 6.4 mà nhặt được cái chiến tướng nhân tạo nữa thì ngon. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng đạt được 9 chiến tướng. Đấy chỉ là mơ hồ mà thôi. Đây, 7 chiến tướng này. Ui, nếu như thế này thì phải up level 9 mọi người ạ. Nếu mà trong trường hợp này thì up level 9 này, hoặc là tí nữa mình sẽ bán con Zone đi và cho con Garen đồ nếu như mình có chiến tướng nhân tạo. À cũng không được, phải up level 9 thì mới quẩy được. Ok, top 1 này đang chơi kiểu này thì để Garen vào đây đi. Ok, ông này đang chơi pháp sư thần rừng mọi người ạ, pháp sư thần rừng nhá. Pháp sư thần rừng của chúng tôi này, tôi sẽ bão này luôn. Ok anh em ơi, chất lượng quá. Garen không để xâm nhập vào đối thủ rồi. Đối thủ có vẻ rất là khỏe anh em ạ. Con Anie này. Thôi xong rồi. Con Anie trâu quá, mình không để đâm vào xong trong được. Chắc game này chỉ xin nhẹ top 2 thôi. Hơi khó cho mình rồi. Một cái giáp lửa mình sẽ cho Garen nhá. Thế này thì phải chơi một chút bí ẩn đi ha. Nếu thế này thì mình phải chơi bí ẩn rồi. Bởi vì đối thủ của chúng ta thì đa phần chơi pháp sư mà. Mà mình có chiến tướng này cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nên mình sẽ chuyển qua kiểu chơi bí ẩn đi. 6 chiến tướng này. 6 chiến tướng rồi thì khó nhở. Bởi vì có một con Garen ở đây nên mình không thể thay đổi được nhiều. Nếu thay đổi được thì chỉ có thay đổi được con Zone thôi. Mà Zone gánh team khá là chất lượng. Đó là một điều đáng để nói trong game này. Ok, con chuột của mình nó lại bị Sida đó. Chuột mình nó bị Sida đó. Ok, cho Garen này.
hai Garen 3 sao mọi người ạ. Kinh khủng quá. Nói chung là nhân phẩm cũng thuộc tầm vũ trụ rồi. Lúc nãy thì mình gặp ông thần rừng rồi, thì bây giờ mình sẽ lại gặp, khả năng gặp cao là gặp ông sát thủ này. Gặp ông sát thủ để hai Garen ở dưới đi. Thôi từ từ, bởi vì game nó ảo lắm mọi người ạ, game nó ảo lắm. Đôi khi nó cho mình gặp một lúc hai lần ấy. Đấy, gặp pháp sư một lúc hai lần luôn cũng có thể điều đấy xảy ra được. Mình đã từng gặp điều đấy rồi. Nên mình cứ để đi. Khai sáng những giả này. Uầy, Garen. Uầy, đúng rồi. Ui dồi, xoay đều, vãi cả trưởng luôn, đi luôn rồi. Vâng, một ông đã đi, còn ông top 1 thôi. Top 1 thì hơi căng. Top 1 thì mình phải xem nào, Ron có một chút gì khởi sắc không, mình sẽ thay đổi sau mọi người nhé. Rắn à, rắn cho nó lên đây luôn nhá, bởi vì cái này mình khá là cần rắn đấy. GX khai sáng này, cái nem này, Lee Sin xong đấu thánh thần, mình chủ yếu là do con cần có thể clear là con Anie đi thôi. Chuyện Anie này được giải quyết là mọi chuyện mọi thứ là ok ngay ngay mọi người ạ. Chuyện con Anie thôi, chỉ vướng mỗi nó thôi. Nó khiến cho mình đội hình của mình không vào bên sâu bên trong được. Đây em thấy không ạ, đây nó ngăn cản khá nhiều luôn. Đấy, lại bực bút máu này. Ôi ok ok. Ui xoay. Ui, ba đấy mà xoay là win rồi, trời ơi. Tôi sắp chưa chết mọi người ạ, mình sẽ còn một game nữa. Pha đấy mà xoay được là ông team đội hình team mình chết chắc luôn. Bây giờ mình phải có gì 42 sao mọi người ơi. Bây giờ mình phải cần có gì 42 sao nhá. Gì 42 sao để tiếp cận được mục tiêu được. Chiến thông 2 sao này. Rồi bây giờ mình cần cái gì 42 sao để với chất lượng được. Nili cho mày đi luôn đi. Rồi mình sẽ cho Lee Sin cầm cái trang bị này. Đó. Rồi Vi cầm cái này đi. Này đi. Ôi chết rồi. Tức này chiến tướng à. Thôi cái này vậy, ok. Em cũng đón chờ xem nhá, liệu rằng Lee Sin có thể shoot được con Annie không. Chúng mình để Lee Sin đây để shoot Annie thôi. Chuyện Annie đi rồi, cút thôi là ok mọi người ạ. Cút, đúng rồi, Lee Sin. Ok anh em thấy không, chuyển một con bài Lee Sin thôi, nó lại thay đổi khá nhiều thứ rồi. Garen, xoay, yeah. Oh my god, từ. Ô, ui trời ơi, chơi trận chiến đau tim thế này mọi người ạ. Có Lee Sin nữa này, mình sẽ lấy luôn. Rồi, Lee Sin là giáp máu à. Shit, gậy lốc này. Ôi, chết là chuột, tôi bị điên rồi. Gậy lốc, giáp máu. Thôi lấy giáp máu mọi người ơi, mình lấy giáp máu nhá. Chuột tôi bị hơi bị điên mọi người ạ. Nó hơi lâu, nó hơi bị delay một chút á. Ok, bây giờ thì cái này thì sẽ cho con Garen tiếp tục đi. Tiếp tục cho Garen nhá. G4 này, bây giờ Ron kiếm G4 2 sao đi. Con G4 mà con cánh tim khá ổn đấy. Bởi vì nó có thể combo và gây cho đối thủ bị làm gây choáng á. Đây lại cassette. Ui trời ơi, hai con Lee Sin phải tốt không ạ. G4 2 sao luôn à. Ok, vẫn để đây mọi người nhá, vẫn để hình như này. Bởi vì đang rất khá là ổn á, mình cứ để đây thôi. Chuyển G4 combo ở góc này nó phát là đối thủ sẽ bị cầm lặng một chút này. Đấm một đấm, G4 ơi, đến lượt chú ấy, uầy, tuyệt vời. Trận này thì còn chất lượng trận lúc nãy cơ. Mình khả năng cao sẽ giành được top 1 mọi người ạ. Bởi vì trận game bắt đầu trở nên hay hơn rồi đấy. Con Vi của mình nó đấm một cái đấm thôi mà đối thủ gọi là há đa lô luôn ạ. Vỡ đa lô luôn ạ. Uầy, gì đây? Lag à? Rồi, ông này đang là ở mức level 9 ạ, ông này hơn mình một level. Ôi lại đại cassette này. Đại cassette cực ra cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà mình lại cần Lee Sin cơ. Nếu mà cho đại cassette đồ này thì không ổn mọi người nhá. Bởi Zone chỉ có Zone cầm trang bị kiểu này nó có chất lượng thôi. Bây giờ thì xem là ông ấy đang có vẻ những cử di chuyển đội hình rồi. Đang có vẻ một chút di chuyển đội hình đi chỗ khác đây. Đây á, có đây à. Chết rồi, Zone của mình bị bắt rồi mọi người ơi, mình chưa kịp cho Zone xuống rồi. AC ở góc này thì hơi căng đấy. Này. Lướt. Lâm. Đâm. Ôi hay quá anh em ơi. Perfect ạ. Nhưng mà từ từ đã. Ôi thôi xong rồi, tôi đi rồi mọi người ơi, tôi đi rồi.
Game chỉ có thế đó mọi người ơi. Và anh em xem video, ủng hộ cho mình đăng ký kênh, một like video rồi nhá. Đây chính là hai con Garen 3 sao trong một game. Mình đã cố gắng làm nó rất là lâu rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau. Hơi tiếc.